Vâng, và bây giờ sẽ là phần bài giảng của chương trình. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Sơn sẽ trình bày về vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong sàng lọc và chẩn đoán ung thư. À, xin kính mời anh. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân, kính thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thiết, giám đốc bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp có mặt ngày hôm nay. Sau đây tôi xin trình bày một cái chủ đề là vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư. Như các anh chị đã biết thì ung thư hiện nay đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu về sức khỏe toàn cầu. Nhìn chung, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới. Theo GlobalCan năm 2020, thì trên thế giới có khoảng 19 triệu ca mắc mới và gần 10 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam thì sao ạ? Tại Việt Nam hàng năm có khoảng 182.563 ca mắc mới và có khoảng 122.690 ca tử vong, một con số có thể là kinh khủng khiếp. So với đại dịch Covid thì chúng ta có thể con số này cũng nghe là đáng quan tâm. Bệnh lý ung thư đang trở thành một vấn đề sức khỏe mang tính toàn cầu. Sàng lọc và chẩn đoán bệnh lý ung thư là một chìa khóa trong điều trị và tiên lượng người bệnh. Chẩn đoán hình ảnh nắm vai trò quan trọng gần như tất cả các khâu trong quản lý bệnh lý ung thư. Thành phần thì không thể thiếu trong điều trị ạ. Tầm soát và sàng lọc khối u, phát hiện u, phân giai đoạn TNM, giám sát quá trình điều trị, phân giai đoạn sau điều trị, theo dõi và phát hiện tái phát của khối u. Thì đối với các nhà lâm sàng thì cần gì đối với chẩn đoán hình ảnh ạ? Chẩn đoán phải chẩn đoán ung thư sớm, đánh giá chính xác tổn thương, đánh giá sự xâm lấn của khối u, kích thước khối u và thể tích khối u, các thông tin liên quan và thành phần mô u. Theo cái bảng nghiên cứu các anh chị có thể nhìn thấy trên bảng này, đối với vai trò của chẩn đoán hình ảnh đều tham gia tất cả các cái khâu tham gia quản lý, chẩn đoán và điều trị ung thư, từ cái khâu sàng lọc, chẩn đoán, điều trị, rồi cái follow up, nghĩa là cái theo dõi sau điều trị, thì vai trò của chẩn đoán hình ảnh là rất là lớn trong quá trình quản lý bệnh nhân. Đối với các phương tiện chẩn đoán hình ảnh thì gồm những gì ạ? Thì nó sẽ có hai phần, phần về hình ảnh giải phẫu và hình ảnh chức năng. Trong cái hình ảnh giải phẫu thì chúng ta sẽ có gì ạ? Có các cái X-quang quy ước, có cái chụp mạch số hóa xoắn nền DSA, có siêu âm, có chụp các lớp đa dãy. Đối với ung thư thì người ta khuyên cáo là nên chụp những cái máy tầm 16 dãy đổ lên, rồi chụp cộng từ 1.5. Còn giải phẫu hình ảnh học chức năng thì có các cái SPECT, PET, rồi CT, rồi PET MRI, các cái cộng từ tưới máu, rồi cộng từ phổ, rồi các cái chụp các lớp vi tính hai mức năng lượng. Thì trong khuôn khổ bài hôm nay thì tôi sẽ đi qua những các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Thứ nhất đó là cái X-quang. Một cái X-quang thì có thể nói là nó có từ rất là lâu đời và nó là một cái phương tiện không thể thay thế. Vì sao ạ? Thì thứ nhất là có cái ưu điểm gì? Đó là một cái phương tiện đơn giản, rẻ tiền, mang tính có cái phương tiện cơ động. Ngày nay có các cái X-quang di động chẳng hạn. Một cái kỹ thuật không xâm lấn, có thể chụp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên nó cũng có cái nhược điểm, đó là cái dùng tia X nên là bệnh nhân có thể có những cái nhiễm xạ, cái lượng thông tin này về hình ảnh thì hạn chế, trừ một số các cái kỹ thuật về nhũ ảnh. Thì ứng dụng lâm sàng của X quang là gì ạ? X quang thì chúng ta, như anh chị ở đây thì toàn các cái nhà chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta chỉ nói qua thôi, nên là các cái X quang về xương khớp, cột sống, lồng ngực, rồi các cái chụp ảnh nhũ ảnh tuyến vú, các cái hướng dẫn sinh thiết dưới mang mô, các kỹ thuật chụp thì từ cơ bản đến nâng cao, rồi các cái kỹ thuật dùng thuốc cản quang. Thì đây là một số cái hình ảnh chụp đối với X-quang. Đối với anh chị biết là X-quang xương thì không thể thay thế được. Đây là một cái tổn thương ở đầu dưới xương quay, các anh chị đã nhìn thấy cái u tế bào khổng lồ, đó cái hình ảnh rất là rõ nét và đẹp. Một cái chụp mammo, một cái nốt mờ ở vú,
rồi các cái hình ảnh cái tổn thương ở trên phổi, một cái khối mờ, rồi các cái bóng mờ dạng thả bóng ở hai bên phổi, rồi các cái x-quang ổ bụng, đây là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Chúng ta không thể bỏ được cái gì, bỏ được x-quang ổ bụng không chuẩn bị trong cái thực hành cấp cứu. Một trong những tiêu chuẩn là cái chẩn đoán tắc ruột khi có, rồi các cái tổn thương về có chụp có dùng thuốc cản quang, rồi chụp dạ dày, rồi chụp thực quản, những cái tổn thương về u thực quản nó bị chít hẹp rất là rõ. Câu hỏi đặt ra là liệu có cái thông tin đầy đủ không? Thì đối với các cái x-quang thì các cái lượng thông tin thì nó chưa đầy đủ, và có nhiều cái chúng ta phải tiếp tục đi tìm những cái phương pháp chuẩn đoán hình khác bổ sung thêm. Cái phương pháp về chuẩn đoán thứ hai cũng giới thiệu qua với các anh chị, đó là về siêu âm. Thì siêu âm như thế nào, có ưu điểm gì? Siêu âm thì nó thực ra là nó triển khai từ y tế xã đến từ tuyến xã đến cái tuyến cao nhất, thì nó là một cái phương tiện đơn giản, rẻ tiền, phổ biến, áp dụng thể rộng rãi, không nó là dùng sóng nên không bị nhiễm xạ, không xâm lấn, và thời gian thực là những cái ưu điểm tối đa của siêu âm. Thì nhược điểm là gì? Nhược điểm của siêu âm thì nó khó đánh giá những cái tạng nằm sâu, các cái tổn thương quá lớn, rồi phụ thuộc vào người làm, cái này thì đặc biệt là quan trọng. Cũng là siêu âm, là một bác sĩ siêu âm thôi, nhưng mà có người thì nhìn ra, có người thì không nhìn ra, thì cái này thì cái phụ thuộc nên nó khó lượng hóa và chuẩn hóa về cái kỹ thuật này. Thì ứng dụng lâm sàng thì của siêu âm thì chúng ta gồm có siêu âm bụng, vùng tiểu khung, tuyến cổ, rồi vú phần mềm, siêu âm mạch máu, siêu âm nội soi và các cái hướng dẫn can thiệp hướng dẫn siêu âm. Các cái phương pháp của siêu âm thì gồm có siêu âm len trắng, siêu âm Doppler. Và ngày hôm nay chúng ta rất là vui mừng để có thầy Nguyễn Phước Bảo Quân sẽ trình bày rất là sâu về cái siêu âm đàn hồi mô, là một trong những siêu phương pháp này, và chút nữa thầy sẽ nói sâu về cái mảng siêu âm đàn hồi mô này. Rồi siêu âm có dùng thuốc chất tương phản. Đây là một số cái hình ảnh về siêu âm, các cái nốt tổn thương ở gan, rồi các cái tổn thương ở đường mật, rồi tổn thương ở thận, những các cái khối hỗn hợp âm ở vùng thận, rồi các cái tổn thương vùng cổ, rồi các cái siêu âm qua tiền liệt tuyến, rồi siêu âm có vai trò là hướng dẫn của cái biopsy, hướng dẫn để mình làm can thiệp. Cái siêu âm này rất là tốt cho những cái tổn thương cấu trúc mô mềm. Cái tiếp nữa đó là các cái kỹ thuật về chụp các lớp vi tính, thì chúng ta đi dần lên ạ, chúng ta có tính là một cái kỹ thuật tương đối hiện đại, mang lại nhiều thông tin về hình ảnh về giải phẫu, có thể tái tạo 3 chiều nếu mà các cái máy mà đa dễ đầu dò. Thì ngày xưa ưu thế của các lớp vi tính là nó chỉ quan sát được một mặt phẳng, nhưng mà đối với công nghệ đa dãy càng 64, 128 thì nó sẽ tái tạo đa mặt phẳng, thì cái này nó đã giảm được khá nhiều so với cái cộng hưởng từ ưu thế của bên chụp các lớp vi tính. Rồi có thể chụp được khảo sát toàn thân, chụp mạch máu, và có một cái những cái công nghệ đó là nội soi ảo. Cái này một chỗ công nghệ của máy vượt trội của các lớp vi tính thế hệ mới. Nhược điểm nó của các lớp vi tính là gì ạ? Nhược điểm của nó, các lớp vi tính là người ta dùng tia X nên là bệnh nhân có thể nhiễm xạ. Rồi nhược điểm là đối với các tổn thương trong ung thư thì chúng ta phải chụp có tiêm thuốc cản quang nên là bệnh nhân có thể chịu cái tác dụng phụ của thuốc cản quang. Ứng dụng là lâm sàng của siêu âm ạ. Ứng dụng của các lớp vi tính, ứng dụng lâm sàng của các lớp vi tính thì có thể là chụp về sọ não, hàm mặt, cột sống, lồng ngực, ở bụng, chụp các lớp nội soi ảo, rồi chụp hai mức năng lượng. Chụp toàn thân. Các kỹ thuật chụp thì chụp từ không tiêm thuốc cản quang đến chụp có tiêm thuốc cản quang, rồi chụp độ phân giải cao, và chốc nữa là có một cái phần là chụp liều thấp để tầm soát một số cái bệnh lý ung thư. Cái này là có giá trị về cái liều tia của nhiễm tia của bệnh người bệnh sẽ bị nhiễm. Đây là một số cái hình ảnh của chụp các lớp. Thì đối với các lớp thì bây giờ người ta cũng tái tạo đa mặt phẳng được. Thì đây là các cái tổn thương từ do não, một cái u vùng nền sọ, rồi các cái tổn thương về phổi, chụp các lớp vi tính toàn thân. Người ta tôi nhớ là một lần chụp chúng ta phải quét hết được cả từ đầu từ toàn thân, từ vùng ngực bụng này, thì chúng ta sẽ khảo sát tầm soát được rất là bệnh lý ung thư rất là sớm. Rồi chụp phổi, rồi đánh giá cái về đối với ung thư gan, đối với tổn thương về gan, rồi có thể là làm cái gai hướng dẫn, như là dẫn đường cho các cái biopsy, cái sinh thiết dẫn của các lớp. Rồi chúng ta có thể dẫn đường cho các cái dẫn lưu về các cái tổn thương ở phần mềm và các tạng.
Một phần nữa là tiếp theo đó là cái nội soi đại tràng ảo. Cái này là cái phần mềm tái tạo, khi mà chúng ta chụp có chuẩn bị thì bệnh nhân cũng tránh cho được một cái nội soi có xâm lấn, thì chúng ta có thể chụp được. Khi nó chúng ta tái tạo và bơm hơi lên thì cái đại tràng nó giãn ra, và có một cái công nghệ là tìm các cái tổn thương về đại tràng ảo. Rồi có chụp các lớp về mạch máu và đánh giá các cái tổn thương về mạch máu. Một cái kỹ thuật nữa là xin giới thiệu với các bạn, đó là chụp cộng từ. Thì chụp cộng từ là thì là một cái không dùng tia X, thì nó là từ trường nên là bệnh nhân không bị nhiễm xạ. Là một kỹ thuật hiện đại mang lại nhiều thông tin về hình ảnh, về giải phẫu, đánh giá được đa mặt phẳng cho phép xác định chính xác tổn thương, các cái cấu trúc của mô mềm như sọ não, về khớp, đánh giá được cái mạch máu, mà nó đặc biệt hơn các lớp vi tính là có thể đánh giá được mạch máu mà không dùng thuốc cản qua đối quang từ, không còn thuốc đấy, để khảo sát được toàn thân. Nhược điểm là gì ạ? Nhược điểm là chụp lâu, bệnh nhân có thể nằm trong phòng chụp khá là lâu nên là bệnh nhân phải hợp tác. Đối với những bệnh nhân cấp cứu thì sẽ khó được thực hiện được trên cái cộng từ. Đánh giá hạn chế nữa là các cái bộ phận chứa khí và chứa xương, giá thành thì cao, có nhiều cái chống chỉ định đối với những bệnh nhân là mang các thiết bị từ kim loại như máy tạo nhịp và máy trợ thính vân vân. Ứng dụng lâm sàng thì cộng từ thì cũng chụp về sọ não, hàm mặt, cột sống, khớp, bụng và tiểu khung, rồi chụp cộng từ chức năng, rồi hướng dẫn can thiệp. Các kỹ thuật thì cũng chụp từ có tiêm thuốc đối quang từ và các kỹ thuật không tiêm thuốc đối quang từ, tùy theo cái tổn thương và bác sĩ chuẩn hình ảnh có thể hướng dẫn là có thể chụp để đánh giá thêm các cái tổn thương. Đây là một vài cái hình ảnh cộng từ. Đó là một cái tổn thương ở não, anh chị biết là tổn thương ở trên dưới lều tiểu não và ở thùy vùng trên lều, các cái tổn thương của di căn não, rồi các cái tổn thương cột sống đặc biệt có giá trị, các tổn thương về cột sống, rồi các cái u vùng thanh quản và đã di căn vùng cổ hay cổ vùng bên, rồi các cái u vú. Đối với trường hợp u vú mà giai đoạn sớm thì có thể chụp cộng từ, những cái phương tiện khác chưa nhìn thấy được thì các cái tổn thương ở cộng từ này rất là rõ. Rồi các cái tổn thương ở gan, cộng từ có giá trị nữa là trong cái vùng tiểu khung, là chụp đây là một cái khối u vùng cổ tử cung, vùng từ cổ tử cung. Khi mà chú dựng ra các cái mặt phẳng sagittal này thì những cái tổn thương khá là rõ. Rồi các cái tổn thương về u trực tràng thấp thì nó cũng có giá trị trong về cộng từ, rất là có giá trị. Rồi ngày nay người ta cũng thêm các cái chụp cộng từ khuếch tán và từ tưới máu để mình xác định thêm cái bản chất của tổn thương. Cộng từ phổ đối với các tổn thương não thì đối với tổn thương não là nhiều khi là chúng ta chưa biết được não thì khó sinh thiết được, nên là tính theo bậc. Thì đối với cộng từ thì người ta sẽ có cái cộng từ phổ, thì người ta đánh giá cái tỷ lệ choline và NNA, thì cái tỷ lệ này sẽ hướng đến các cái u và các tổn thương bậc của u não. Cộng từ nữa thì toàn thân thì độ nhạy này nó rất là tốt để phát hiện độ nhạy và độ đặc hiệu trong di căn xương. Anh chị và các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái chuỗi xung T1, chúng ta sẽ khó nhìn thấy các tổn thương. Tuy nhiên là trên cái chuỗi xung STI thì chúng ta đã thấy có cái tổn thương ở cột sống ngực và cái tổn thương ở đầu trên xương đùi. Đây là cái tổn thương di căn phát hiện rất là sớm. Cái tiếp nữa đó là can thiệp chẩn đoán hình ảnh. Trong can thiệp ung thư thì có hai phần, đó là phần chẩn đoán. Phần chẩn đoán là gì ạ? Phần chẩn đoán thì chúng ta có thể chụp mạch máu để cho chúng ta chẩn đoán, và các cái hướng các cái FNA hướng dẫn sinh thiết dưới hình ảnh, là có cái chọc ký hút chim nhỏ và các cái sinh thiết lõi. Rồi tới đây là có cái sinh thiết hút chân không trong điều trị các cái tổn thương, vừa mang đến chẩn đoán vừa mang đến điều trị các cái tổn thương ở vú. Điều trị là gì ạ? Điều trị thì còn người ta chia thành các cái mục, các phần là điều trị tạm thời và điều trị triệt căn. Đối với điều trị tạm thời thì có thể là điều trị triệu chứng, điều trị giảm nhẹ như các cái nút mạch, nong đặt stent, để các cái dẫn lưu, cái giảm đau ung thư giai đoạn cuối. Điều trị triệt căn là gì ạ? Là phá hủy u bằng các cái sóng cao tần, microwave hoặc là các cái tiêm cồn tuyệt đối, cái PEI. Vai trò của chẩn đoán ảnh trong ung thư, trong tầm soát ung thư thì chúng ta định nghĩa là thế nào là tầm soát ung thư ạ? Tầm soát sàng lọc là cái screening, là kiểm tra và phát hiện các khối u khi có triệu chứng. Là mục tiêu của các nhà ung thư và các nhà chẩn đoán ảnh ta là sẽ phải tìm, vì cái này rất là có ý nghĩa trong các vấn đề điều trị. Có những loại ung thư phát hiện sớm có thể điều trị khỏi. Cái câu mà chúng tôi làm trong lâm sàng, bệnh nhân hay hỏi: bác ơi, bệnh tôi có điều trị khỏi không? Nhưng mà các bác toàn đến những cái giai đoạn gần cuối rồi, nên là khó, nên là cái truyền thông cũng như là cái tầm soát và cái vai trò của chẩn đoán ảnh rất là vô cùng quan trọng để cho làm cho
kéo dài tuổi thọ cho người bệnh mà thậm chí có những ung thư có được thể điều trị khỏi. Thì theo CDC của Hoa Kỳ thì các cái bệnh lý ung thư thì người ta có thể tầm soát, đó là ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến giáp và ung thư gan. Ung thư gan thì có cái phần này chốc nữa thầy Quân thì thầy cũng sẽ báo cáo sâu hơn. Thì tầm soát ung thư vú thì khuyến cáo thế nào ạ? Theo cái cơ quan y tế Hoa Kỳ thì khuyến cáo đối với tầm soát ung thư vú thì đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi có nguy cơ thấp thì chụp nhũ ảnh 2 năm một lần. Còn đối với phụ nữ từ 40 đến 49 thì tham khảo ý kiến bác sĩ để các cái thời điểm chụp nhũ ảnh. Thì các cái phương tiện chẩn đoán ảnh có tham gia cái tầm soát ung thư vú đó là chụp nhũ ảnh là phương pháp tiêu chuẩn được chứng minh làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú. Siêu âm vú thì có giá trị đối với những bệnh nhân là vú đặc, thì đối với u vú thì ta chỉ có mô đặc và cái vú mỡ. Chụp cộng từ chỉ áp dụng đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao ung thư vú, có thể phát hiện các cái tổn thương còn rất là nhỏ cái cộng từ ấy. Đây là cái mô hình chụp mammo chụp nhũ ảnh tuyến vú, thì bệnh nhân sẽ được ép trên một cái bàn để chúng ta giải đều cái mô vú trên cái tờ phim để sao nó ra phân tích và ta tìm các cái điểm vôi hóa. Đây là một số cái hình ảnh về chụp mammo để sàng lọc ung thư. Đây là một cái hình ảnh của cái chụp mammo tuyến vú ở hai tư thế, thì với CC và oblique, như là tư thế đầu đuôi và tư thế check. Đây là một cái tổn thương vú ở mô vú 1/4 trên ngoài vú, là cái tổn thương mờ bờ không đều tua gai. Cái này sau khi chúng tôi sinh thiết thì bệnh nhân đã bị ung thư vú. Đây là một cái tổn thương khác do ung thư, một tổn thương rất là điển hình của ung thư, hình tua gai co kéo nhu mô vú, và nó cái tổn thương có các cái vi vô hóa đa hình. Đây là một bệnh nhân đã sàng lọc ở cơ sở chúng tôi, nghĩa là bệnh nhân đang, đây là cái ảnh đã được zoom lên nhìn có thể to lên, nhưng mà cái thực ra tổn thương rất là nhỏ. Cái tổn thương trên siêu âm chúng ta đã nhìn thấy các khối giảm âm hoặc là giảm âm độ echo bờ không đều. Sau khi đó bệnh nhân sẽ được chụp mammo thì cũng thấy một cái khối mờ bờ không đều tua gai, nó nằm ở vị trí đây. Sau khi đó thì chúng tôi đã sinh thiết ở dưới hướng dẫn của hình ảnh, thì bây giờ bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư. Bệnh nhân này chưa có một cái hạch nách nào nên là cũng chẩn đoán khá sớm. Nhũ ảnh thì chụp nhũ ảnh thì chỉ tìm được các cái vôi hóa, cái đặc điểm của vôi hóa. Có rất nhiều loại vôi hóa, có vôi hóa thì là trong ung thư, có vôi hóa thì lành tính. Trong ung thư thì ta chỉ tìm các cái vi vôi hóa đa hình, là nó nhiều hình thái khác nhau, và các vi hóa đa hình thì các cái vi hóa này là thường gặp trong cái ung thư. Cái bệnh thứ hai là hôm nay xin giới thiệu với các anh chị và các bạn, đó là tầm soát ung thư phổi. Cũng theo cơ quan y tế Hoa Kỳ ở khuyến cáo đối với những ai nên tầm soát ung thư phổi, đối với những người nghiện thuốc lá trên 20 năm hoặc là đang hút thuốc lá hoặc là bỏ thuốc lá trong vòng 15 năm trở lại đây, cái thuốc lá đấy ạ. Độ tuổi tầm soát thì nên từ 50 đến 80. Tuy nhiên là ung thư phổi trong thực hành lâm sàng của chúng tôi thì hiện nay cũng trẻ hóa khá nhiều. Đối với những nhiều bệnh nhân mới có khoảng 30-35 tuổi đã thấy đã gặp ung thư rồi, là xu hướng ung thư là trẻ hóa. Tuy nhiên đây là cái cơ quan khuyến cáo của Hoa Kỳ, ở Mỹ đấy ạ. Test sàng lọc ung thư phổi được khuyến cáo là CT liều thấp. Tại sao là CT liều thấp ạ? Vì CT liều thấp đối với cái X-quang thì X-quang phổi thì nó rất là dễ bị sót tổn thương, do nó là nó bị chồng hình, nó hoặc là vị trí giải phẫu nó nằm. Đối với các cái tổn thương ở phổi nó phải trên 1 đến 2 cm mới nhìn được. Tuy nhiên là đối với cái tổn thương trên các lớp nó chỉ khoảng vài mm là chúng tôi đã nhìn thấy được. Và tại sao lại dùng CT liều thấp? Vì trong cái các cái máy mà thế hệ sau này thì CT liều thấp là mục tiêu là gì? Mục tiêu là giảm liều tia cho người bệnh. Mỗi lần chụp CT liều thấp này tầm soát nó chỉ bằng tia lượng tia của chụp cái X-quang phổi thôi. Nên là nhiều người sợ tia không đi chụp chụp CT, nhưng mà khuyến cáo là tránh bỏ sót tổn thương và mục tiêu là giảm cái liều tia cho người bệnh, cho khách hàng, thì chúng ta sẽ khuyến cáo là nên chụp CT liều thấp vì nó phân biệt được các cái giải phẫu và các cái tổn thương khá là tốt. Đây là một vài cái hình ảnh về các cái tổn thương so sánh giữa các lớp vi tính tiêu chuẩn và liều thấp, thì các cái tổn thương đều là cho cái mức là quan sát rõ nét như nhau. Đây các cái tổn thương nốt mờ phía nốt mờ kẽ thôi, rất là nhỏ. Cái này thì chắc chắn là trên X-quang phổi nó sẽ bị sót. Tuy nhiên là sau khi mà khám sàng lọc ung thư tại bệnh viện thì chúng tôi đã phát hiện những các cái tổn thương khá là nhỏ.
Cái mục thứ ba đó là tầm soát ung thư giáp. Thì nhiều trung tâm trên thế giới đang vẫn ngày nay vẫn đang tranh cãi là có nên tầm soát ung thư tuyến giáp hay không. Thì đây cũng vẫn là tranh cãi. Tuy nhiên là người Việt mình thì vẫn cái ung thư tuyến giáp thì tỷ lệ gia tăng là khá nhiều. Tại cơ sở chúng tôi thì một ngày tỷ lệ ung thư tuyến giáp mắc mới để phát hiện được, để tầm soát được từ tầm khoảng 5 đến 10 ca, ngày nào cũng thế, rất là nhiều. Nên là các cái phương pháp của cái sàng lọc của ung thư tuyến giáp là gì ạ? Là khám lâm sàng, siêu âm và các xét nghiệm. Khám lâm sàng thì đối với nhiều cái u vi ung thư rất là nhỏ thì chắc là cũng sẽ rất là khó, và chủ yếu là dựa vào siêu âm và dựa vào các cái chọc tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm thì các cái tổn thương. Sáng nay cũng trao đổi với thầy Quân thì thầy cũng phát hiện những cái ung thư từ khoảng 5 mm thì cũng sẽ rất là khó thể khám trên lâm sàng được. Tuy nhiên là dưới với công nghệ hình ảnh, những cái máy siêu âm rõ nét, đầu dò mà tốt thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái tổn thương ung thư khá sớm. Ung thư tuyến giáp thì chúng ta, đối với siêu âm thì chúng ta dựa vào cái thang điểm của tiras. Thì là đối với cái ảnh các anh chị các bạn đang nhìn thấy từ màu trắng đến màu đỏ thì là từ lúc mà nguy cơ thấp đến nguy cơ cao, cũng như cái thang điểm từ tiras 2 là các tổn thương răng nang thì lành tính rồi, chắc chắn là lành tính rồi. Tiras 3, tiras 4 và tiras 5 thì các cái tổn thương tiras càng cao thì tỷ lệ ung thư thì càng lớn. Cái này chúng tôi đã nghiên cứu và cũng áp dụng với lâm sàng tại cơ sở là cứ mỗi lần đánh giá tiras trên siêu âm đối chiếu với FNA kết quả xem có đúng không, để mình nâng cao cái giá trị của mình phân liệu cái tiras này. Thì cái này cái vai trò của tiras rất là lớn. Vai trò của chẩn đoán ảnh trong ung thư thì mục tiêu là phát hiện tổn thương do u, chẩn đoán bản chất của khối u, phân giai đoạn trước điều trị, còn tham gia cái hướng dẫn chọc hút tế bào và sinh thiết. Một vài cái hình ảnh trên mình các anh chị các bạn đó là cái tổn thương ở gan với khối tăng âm. Sau khi mà chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta thấy là các cái tổn thương ngấm thuốc dạng chấm nốt thì động mạch và ngấm có tính chất hương tâm và trở nên đồng nhất đối với nhu mô gan lành ở thì muộn. Đây là một cái emanginome rất là điển hình. Đây là một cái hình ảnh của siêu âm, một cái khối u giảm âm ở hạ vị 6, tăng sinh mạch ở trung tâm, trên cộng hưởng từ thì ngấm thuốc mạnh thì động mạch, và trung tâm thì có vẻ có một cái sẹo sơ không ngâm thuốc. Đây là một cái hình ảnh HNF rất là điển hình. Rồi một cái tổn thương khác ở gan, một cái khối giảm thị trọng trước tiêm và ngấm thuốc mạnh không đồng nhất thì động mạch, thải thuốc thì tĩnh mạch. Đây là một trong những tiêu chuẩn đối với ung thư gan, là một ung thư chẩn đoán được ung thư gan và không cần sinh thiết. Thì đối với hình ảnh này tham gia một vai trò rất lớn, đó là điển hình của HCC trên cắt lớp vi tính cộng với một số tiêu chuẩn khác của các nhà lâm sàng này thì chúng ta có thể là chẩn đoán ung thư. Còn tất cả các ung thư khác thì gần như phải sinh thiết. Còn đối với chẩn đoán hướng dẫn chẩn đoán ung thư gan thì chúng ta đã được hình ảnh này tham gia được cái vai trò rất là lớn. Các cái ung thư vùng tiểu khung các anh chị các bạn đã nhìn thấy rồi, cái ung thư cổ tử cung rồi tuyến liệt tuyến, những các cái tổn thương này thì có rất là giá trị trên cộng từ. Thì cộng từ có giá trị vượt trội hơn cắt lớp vi tính vì các tổn thương. Nên chính vì thế mà chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp hình ảnh nào để chẩn đoán bệnh nào là cái quan trọng, chứ không phải cái nào chúng ta cũng chụp cắt lớp, không phải cái nào chúng ta cũng chụp cộng từ. Cái có những cái là ưu điểm của phương pháp này nhưng mà lại nhược điểm của phương pháp kia. Thì đối với vùng tiểu khung thì cộng từ nó có một cái vượt trội. Rồi vùng đầu cổ cũng vậy. Đối với đây là một cái khối u vùng hạ họng thanh quản, ngấm thuốc rất là mạnh trên cắt lớp và nó là có những cái hạch di căn ở vùng cổ. Rồi các cái tổn thương ở não, một cái khối ở não thì đối với như anh chị các bạn biết là não thì rất là khó là sinh thiết, không ai đi sinh thiết não, mà có làm nhưng mà tỷ lệ tai biến rất là cao. Như là các cái u não thì người ta tính theo bậc. Rồi đối với cộng từ thì giá trị của nó rất là lớn. Đây là những cái khối nó giảm tín hiệu ở trên flare và T2, nó ngấm thuốc mạnh ở sau tiêm. Thì đây là một cái di căn não. Đối với cái vai trò của chẩn đoán ảnh, một cái vai trò vô cùng quan trọng và tại sao chúng ta tầm soát sớm được, đó là chúng ta sẽ hướng dẫn của hình ảnh để chúng ta chọc. Khi dưới hướng dẫn hình ảnh này ta nhìn thấy rõ tổn thương, thấy đâu là đầu kim, cũng là một cái tổn thương này, nhưng mà đối với nhà lâm sàng người ta sờ vào đây, các bác thì sờ thấy và chọc vào thì cũng không biết là vùng hoại tử, vùng mạch máu hay là vùng tổn thương. Thì đối với những hướng dẫn của siêu âm thì chúng ta sẽ biết được là ta lấy vào vùng nào nghi ngờ. Vì vị trí nghi ngờ nhất về hình ảnh không lấy vào vùng hoại tử thì nó sẽ rất là tốt. Cái khác nữa là sinh thiết lõi. Đây là cái sinh thiết lõi chúng ta sẽ nhìn thấy là tương đối là ổn. Hướng dẫn sinh thiết xương. Cái sinh thiết xương thì chúng ta thì cắt lớp vi tính chúng ta sẽ hướng dẫn được sinh thiết phổi, đúng không?
Cái cuối cùng là chúng ta thấy vai trò của Trần Anh Ảnh trong điều trị ung thư. Thì thứ nhất là giúp bác sĩ lập được kế hoạch xạ trị phẫu thuật, rồi giám sát quá trình điều trị, đánh giá đáp ứng sau điều trị. Cái phương pháp này điều trị có tốt không thì các nhà hình ảnh sẽ nhìn thấy ngay sau khi trước và sau tổn thương. Phát hiện tổn thương, tái phát, thứ phát, phát hiện các biến chứng của quá trình điều trị, rồi cái vai trò của điện quang can thiệp trong điều trị. Đây là cái vai trò của Trần Anh Ảnh là lập kế hoạch của xạ trị, lập kế hoạch 3D. Chúng ta sẽ lập kế hoạch vào chính xác tổn thương thì tại xạ trị thì giảm bớt được các cái biến chứng của cái phương pháp. Đánh giá sau điều trị thì các cái tổn thương ở thực quản này sau điều trị thì khi đó thì nó đang xâm lấn vào các cái phế quản rồi các cái vùng mạch máu đây, và sau khi điều trị thì nó cái kích thước tổn thương thu nhỏ. Rồi đánh giá sau điều trị ung thư gan, đây là một cái ung thư gan chúng tôi đã đốt sóng cao tần, thì một cái tổn thương ngấm thuốc rất là mạnh, sau khi đốt thì chúng ta nó sẽ hoại tử hoàn toàn và không còn tăng sinh mạch. Ở các cái tổn thương ở phổi cũng vậy, nó kích thước nó sẽ thu nhỏ khá nhiều. Thì các cái tổn thương ở trực tràng thì sau khi xạ và hóa trị thì cái tổn thương cũng thu nhỏ rất là nhiều. Rồi phát hiện u tái phát, cái phương pháp nó có hiệu quả hay không, sau điều san điều trị thì các cái u bệnh nhân này là một u trực tràng đã phẫu thuật thì tái phát và có di căn gan đa ổ. Rồi phát hiện các biến chứng sau điều trị, đây là cái hoại tử, cái tổn thương hoại tử thùy thái dương do xạ trị, cái tổn thương hoại tử thùy thái dương sau xạ trị chứ không phải là di căn, thì chúng ta đã có những cái phương pháp. Rồi đây là cũng cái biến chứng sau xạ trị là cái hoại tử não và cái tổn thương xương nền sọ sau điều trị của u. Can thiệp tối một mục nữa là can thiệp tối thiểu dưới hình ảnh, thì can thiệp là xâm lấn tối thiểu dưới hướng dẫn của hình ảnh ngày càng áp dụng rộng rãi, có thể sử dụng nhiều phương tiện chẩn đoán như siêu âm, các lớp vi tính, cộng từ, MRI, DSA. Ưu điểm là gần như bệnh nhân không phải gây mê, không phải lầy sẹo, cải thiện hiệu quả điều trị, thời gian nằm viện ngắn, giảm chi phí chăm sóc, áp dụng được với cả bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật. Đây là một cái hình ảnh đốt sóng cao tần điều trị u giáp lành tính, một cái khối u tăng sinh mạch rất là lớn. Sau khi 3 tháng thì khối u đã không còn tăng sinh mạch và thu nhỏ thể tích đáng kể. Đây là một cái u giáp đốt sóng cao tần sau u giáp, cái vùng lồi vùng cổ này sau 3 tháng thì mạch máu nuôi và nó lại hoại tử hết cả các cái tổn thương, và cái bệnh nhân thì không để lại một cái sẹo nào vùng cổ. Đây là một tổn thương ở gan, sau khi chụp và nút mạch thì các cái tổn thương đã hoại tử trước khi nó sẽ tăng sinh mạch và chúng tôi đã làm hoại tử. Đây là một cái tổn thương ở gan, sau khi mà cái kích thước vào một khối chúng tôi đã dùng cái phương pháp là đốt sóng cao tần điều trị. Cái này là phương pháp điều trị tiệt căn, nó tương đương với phẫu thuật. Một cái phương pháp nữa là nút mạch điều trị u xơ tử cung. Đây là một cái khối u tử cung chúng tôi đã làm, khối u vùng cổ nó lồi ra, sau khi làm một thời gian thì nút mạch lại thì nó sẽ rụng ra ngoài. Và cái rất là hay, bệnh nhân này sau khi mà rụng ra ngoài sẽ hiện nay đã sinh được một em bé rất là kháu khỉnh. Đây là kiểm tra sau khi can thiệp là u sử dụng ra ngoài. Một cái nút mạch điều trị u xơ tiền tuyến, nút mạch u xơ tiền tuyến khi chúng tôi đi kiểm tra thì khi sẽ luồn được các cái vi ung thông vào đây sẽ tắc các cái mạch điều trị u xơ tiền tuyến lại. Và kiểm tra đây là cái khối u siêu âm trước khi can thiệp, và sau đó một tháng thì chúng tôi đã cái thang điểm FPS và cái các thứ là nó sẽ giảm đáng kể, và cái thể tích khối u cũng đã giảm và đang hoại tử rất là nhiều. Đây đang cái ổ hoại tử sau can thiệp. Đây là cái bệnh nhân điều trị giảm đau ung thư giai đoạn cuối, bệnh nhân dùng ngày đến 15 đến 20 ống morphine. Tuy nhiên sau khi mà diệt hạch bằng đám dưới dương này thì bệnh nhân đã từ cái khi mà đang nhăn nhó, người nhà đang chăm sóc rất này, bệnh nhân đã có một nụ cười rất là mãn nguyện sau khi can thiệp. Một cái nữa là đặt stent đường mật. Cái này thì đối với những ung thư giai đoạn cuối tắc mật, khi bệnh nhân này là u dạ dày tái phát sau điều trị thì nó xâm lấn vùng rốn gan quanh đột tụy cây tắc mật, thì chúng tôi đã điều trị một cái đối với hình ảnh thì nó sẽ làm chăm sóc, đặt một cái stent vào đây. Tham gia các cái điều trị về áp xe, không riêng gì về ung thư, chúng tôi đã dẫn lưu các ổ xe ra hàng tô mủ này. Phần cuối cùng là kết luận, ung thư là một bệnh lý nguy hiểm làm tăng nguy cơ tử vong. Việc thăm khám và sàng lọc sớm ung thư đem lại cơ hội điều trị cho người bệnh, thậm chí một số bệnh ung thư có thể điều trị khỏi. Chẩn đoán hình ảnh là phương tiện quan trọng bậc nhất để bác sĩ có thể phát hiện thăm khám nguy cơ ung thư từ khi chưa có triệu chứng. Chẩn đoán hình ảnh mang có vai trò vô cùng quan trọng từ các cái khâu trong quản lý bệnh lý ung thư. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bác sĩ Sơn về bài trình bày tổng quan vừa rồi ạ, về vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong tầm soát ung thư.